Cha Giang và kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn ủng hộ kênh tin tức thời sự của chúng tôi. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính như sau. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới của video này nhé. Nhiều ông tướng dính chàm. Kính thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 2 trung tướng, 6 đại tá quân đội do có hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai. Thời gian qua, có không ít tướng tá quân đội bị thi hành kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến khai trừ khỏi đảng, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự do buông lỏng quản lý đất quốc phòng hoặc cố tình nhấm nháy tiêu cực gây thiệt hại nặng nề cho đất nước. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4 và Trung tướng Trần Xuân Ninh, Nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 4 vì đã có vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và pháp luật về quản lý sử dụng đất đai. Trong số 6 đại tá quân đội bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật, tại kỳ họp này có 3 người bị cảnh cáo, 3 người bị khiển trách cũng do vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công. Cùng lỗi vi phạm tương tự, cách đây chỉ 1 tháng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật một loạt các tướng tá quân đội, đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 2. Sau đó, Ban Bí thư đã xem xét và đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách Trung tướng Dương Đức Hòa vì vi phạm quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất quốc phòng, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Quốc phòng và cá nhân ông Hòa. Mới chỉ là điểm sơ, trong vòng 1 tháng qua đã có hàng loạt tướng tá quân đội bị thi hành kỷ luật bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo do buông lỏng quản lý đất đai, tài sản công gây thất thoát lãng phí. Nếu tính xa hơn một chút, còn rất nhiều tướng tá quân đội đã bị xử lý kỷ luật, thậm chí là khai trừ khỏi đảng, truy cứu trách nhiệm hình sự do làm thất thoát tài sản nhà nước với số lượng lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Không ít tướng tá quân đội đã phải hầu tòa để trả lời những vi phạm đã gây ra. Đơn cử như trường hợp của cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến mới đây đã bị Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân xét xử vô tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân xác định do sự thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát, quá tin tưởng vào cấp dưới, nên cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã đặt bút ký một số văn bản khiến một số mảnh đất vàng đang từ quyền quản lý sử dụng của nhà nước bị chuyển sang tay tư nhân bất hợp pháp. Điều đau lòng là cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến dính chàm không phải do trục lợi cá nhân, không phải vì vinh thân vì gia, mà do sự thiếu hiểu biết về pháp luật, đặt niềm tin nhầm chỗ, dẫn tới hậu quả phải ngồi tù, mất hết danh tiếng. Bi phẫn hơn, cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến từng là người có nhiều công lao bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, từng có nhiều cống hiến cho Hải quân Việt Nam. Vậy mà, chỉ vì buông lỏng quản lý, tạo cơ hội cho cấp dưới làm càn, đã phải trả một cái giá quá đắt. Tiếc cho cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến. Vì sau 3 năm cống hiến hết sức lực, phấn đấu, cuối cùng phải vướng vào vòng lao lý vì sai phạm trong quản lý kinh tế. Song, nếu như cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến biết bản thân không có khả năng trong quản lý kinh tế, thì cần thận trọng hơn trong mỗi cái gật đầu hay mỗi khi đặt bút ký văn bản nào đó. Nếu vậy, sẽ không thể có chuyện những lô đất vàng quốc phòng lọt vào tay tư nhân, cũng không có phiên tòa quân sự đau đớn như vậy. Từ sự việc trên của cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến và 2 trung tướng quân đội vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo, cùng nhiều vụ án khác cho thấy đang có nhiều lỗ hổng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng hiện nay. Chẳng thế mà sờ đến đâu lập tức phát hiện ra sai phạm ở đó. Từ quân chủng phòng không không quân, quân chủng hải quân tới quân khu 2, quân đoàn 4, hàng loạt tướng tá hoặc là bị kỷ luật khiển trách cảnh cáo hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Với những tướng lĩnh cố tình lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích cá nhân, làm giàu bất chính thì không nói làm gì. Việc họ phải trả giá cho hành vi cố tình vi phạm pháp luật về quản lý đất đai để nhận những đồng tiền bẩn là điều đương nhiên, không có gì phải bàn cãi thương tiếc. Song cũng có một số trường hợp vô ý phạm tội như cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến thì cần có những biện pháp để bảo vệ cán bộ, cơ quan chức năng
cần phải có các giải pháp bịt ngay các lỗ hổng chết người trong quản lý và sử dụng đất quốc phòng. Ông Tất Thành Cang ký bút phê đồng ý nhưng đổ lỗi cho cấp dưới làm giả giấy tờ. Kính thưa quý vị, khai với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh trong vụ thiệt hại của Sadeco tổng cộng 940 tỷ đồng trong phi vụ bán 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng trên một cổ phần. Ông Tất Thành Cang thừa nhận đã ký bút phê đồng ý vào tờ trình nhưng dẫn đến sai phạm là do cấp dưới làm giả giấy tờ. Ngày 12 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, chuyển viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và các đồng phạm về tội danh trên. Kết luận điều tra của công an thành phố Hồ Chí Minh xác định ông Tất Thành Cang cùng các đồng phạm gây thiệt hại cho công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn Sadeco tổng cộng 940 tỷ đồng trong phi vụ bán 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng trên một cổ phần. Kết luận điều tra nêu sau khi nhận tờ trình 1148 xin chủ trương về phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại Sadeco ngày 16 tháng 5 năm 2017. Ông Tất Thành Cang có tổ chức họp với văn phòng thành ủy. Sau cuộc họp, ông Cang có bút phê đồng ý vào tờ trình nêu trên. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, ông Cang trình bày việc văn phòng thành ủy trình trực tiếp Tất Thành Cang đối với tờ trình nêu trên là đúng thẩm quyền theo quy định và quy chế hoạt động của thành ủy và văn phòng thành ủy. Căn cứ vào ý kiến đồng ý của ông Tất Thành Cang, thông báo của văn phòng thành ủy về việc chấp thuận chủ trương, nhóm đại diện quản lý vốn thành ủy gồm có Huỳnh Phước Long và Trần Công Thiện tiến hành biểu quyết đồng ý phương án bán 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng trên một cổ phần cho đối tác chiến lược là công ty Nguyễn Kim. Ông Cang trình bày với cơ quan cảnh sát điều tra rằng, theo tờ trình nêu trên, ông chỉ đồng ý cho đại diện vốn của văn phòng thành ủy biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Do vốn của văn phòng thành ủy đầu tư là 16,7% nên không thể biết được đại hội đồng cổ đông công ty Sadeco năm 2017 sẽ chọn phương án nào. Nội dung tờ trình 1148 TTR-VPTU của văn phòng thành ủy là dựa trên kết quả thẩm định của văn phòng thành ủy, giá 40.000 đồng trên một cổ phần chỉ là giá dự kiến để tính toán trên nhu cầu vốn 360 tỷ đồng của công ty Sadeco. Việc cho chủ trương biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông chỉ là để đồng ý việc phát hành 9 triệu cổ phần có hình thức phát hành cho một cổ đông riêng lẻ. Ông Cang không quyết định giá 40.000 đồng trên một cổ phần. Việc người đại diện của văn phòng thành ủy biểu quyết giá phát hành là 40.000 đồng trên một cổ phần là không đúng theo quy định pháp luật. Kết luận điều tra của công an thành phố Hồ Chí Minh nêu. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, ông Cang trình bày Huỳnh Phước Long cùng với Hồ Thị Thanh Phúc đã làm giả hợp thức hóa tờ trình 12ATTNSG17 chỉ nêu tiêu chí chọn cổ đông chiến lược, không nêu cụ thể cổ đông chiến lược là công ty Nguyễn Kim. Thay cho tờ trình số 13TTNSG17 nêu cụ thể cổ đông chiến lược là công ty Nguyễn Kim để làm căn cứ đưa vào tờ trình 1148 TTR-VPTU trình cho văn phòng thành ủy xin chủ trương đồng ý của ông. Người đại diện vốn đã báo cáo không trung thực, che giấu việc lựa chọn công ty Nguyễn Kim, không cung cấp đầy đủ thông tin khi xin ý kiến của thành ủy. Trong khi đó, Huỳnh Phước Long và Trần Công Thiện, đại diện vốn của văn phòng thành ủy trình bày, căn cứ vào chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực và lãnh đạo văn phòng thành ủy, Huỳnh Phước Long và Trần Công Thiện đã biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty Sadeco tại đại hội đồng cổ đông. Sau đó, tại cuộc họp hội đồng quản trị công ty Sadeco, do các nội dung được thông qua tại cuộc họp hội đồng quản trị đúng với nội dung đã được thành ủy và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông chấp thuận nên hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, không phải báo cáo lại cho văn phòng thành ủy. Cơ quan cảnh sát điều tra căn cứ vào tài liệu và lời khai của các cá nhân có liên quan đủ căn cứ xác định, với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Tất Thành Cang nắm rõ quy định về việc bán cổ phần phát hành thêm của công ty Sadeco phải thực hiện đấu giá và thực hiện thẩm định giá trị cổ phần theo quy định. Nhưng ông Cang vẫn phê duyệt đồng ý chủ trương phát hành cổ phần mà không chỉ đạo phải đấu giá để chọn cổ đông chiến lược. Việc bút phê đồng ý tại tờ trình 1148 nêu trên là sai theo quy định về luật doanh nghiệp, đã đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
được quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức, Sở Nội vụ xin lùi báo cáo. Kính thưa quý vị, liên quan tới việc tham mưu xử lý vụ tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa, Sở Nội vụ vừa có công văn xin Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lùi thời gian báo cáo. Theo tìm hiểu của phóng viên, Sở Nội vụ Thanh Hóa vừa có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc xin lùi thời gian báo cáo nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Theo Sở Nội vụ, ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có công văn số 17576 UBND THKH về việc tham mưu xử lý việc tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Hóa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân giao cho Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường căn cứ quy định của pháp luật, nghiên cứu ý kiến của Bộ Nội vụ tại công văn số 6386 BNV-CCVC ngày 3 tháng 12 năm 2020 để tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét xử lý việc tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Hóa, có ý kiến đề xuất báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao, ngày 21 tháng 12 năm 2020, Sở Nội vụ đã ban hành quyết định số 196 QĐ-SNV về việc thành lập tổ chức công tác thực hiện công văn nêu trên của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cũng theo trình bày của Sở Nội vụ, hiện nay, căn cứ quy định của pháp luật, tổ công tác đang tổ chức rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan tới việc tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Hóa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi có kết quả báo cáo của tổ công tác, Sở Nội vụ sẽ tổ chức buổi làm việc với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Vì vậy, Sở Nội vụ báo cáo và đề xuất với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép Sở Nội vụ lùi thời gian báo cáo nhiệm vụ nêu trên cho đến khi có kết quả của buổi làm việc giữa ba đơn vị. Trước đó, vào ngày 3 tháng 12 năm 2010, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã ký văn bản số 6386 BNV-CCVC về việc xử lý một số tồn tại trong tuyển dụng viên chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. Theo Bộ Nội vụ, quyết định phê duyệt hoặc không phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và thẩm quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cân nhắc việc xem xét xử lý theo thẩm quyền một số tồn tại trong quá trình xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc trách nhiệm của Hội đồng tuyển dụng. Nếu là những lỗi kỹ thuật thường gặp ở các kỳ tuyển dụng do chưa có kinh nghiệm tổ chức tuyển dụng viên chức, những sai sót này nếu không thuộc sai phạm nghiêm trọng, vi phạm quy chế tổ chức xét tuyển viên chức, không làm ảnh hưởng tới kết quả tuyển dụng, thì chưa đến mức phải ban hành quyết định không phê duyệt kết quả tuyển dụng đối với toàn bộ thí sinh dự thi. Gần 300 thí sinh trải qua kỳ thi tuyển viên chức tại Văn phòng Đăng ký Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa năm 2019, nhưng đến nay vẫn chưa được tuyển dụng. Điều 2, Nghị định số 161 NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 29 năm 2012 NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, sửa đổi bổ sung điều 17. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng, cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức, gửi thông báo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Năm 2019, Văn phòng Đăng ký Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch số 01KHVPDKDD ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019. Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn số 6683 STNMTVP gửi Sở Nội vụ thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức. Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có công văn số 15301 UBND THKH
về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Hóa. Kết thúc quá trình tổ chức tuyển dụng, Sở Nội vụ đã có công văn số 235 SNV-CCVC ngày 18 tháng 2 năm 2020 đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Hóa. Sau khi tổ chức xét tuyển xong, có đơn thư, dư luận phản ánh về kỳ xét tuyển viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đã tiếp đoàn công dân đến phòng tiếp công dân của Bộ Nội vụ để phản ánh kiến nghị liên quan tới kỳ xét tuyển viên chức này. Nội dung phản ánh kiến nghị gồm có hai vấn đề như quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa không theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chính sách ưu tiên trong tuyển dụng viên chức đối với người lao động hợp đồng, không khách quan, minh bạch, loại bỏ người có năng lực, việc đề xuất hủy kết quả tuyển dụng có dấu hiệu bất thường, không thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của những người tham gia dự tuyển viên chức vào Văn phòng Đăng ký Đất đai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra. Căn cứ chức năng quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ đã lập tổ công tác và tiếp theo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Thanh tra tỉnh thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra rà soát về việc tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Hóa. Qua đó, tổ công tác của Bộ Nội vụ và các đoàn kiểm tra của tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra một số tồn tại trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Hóa.